Họ nói rằng tôi chỉ đang khoe mẽ cho mình, rằng tôi vẫn luôn tự mãn thôi. Rồi lại có người bảo với tôi là quá ngoan hiền, bảo tôi cứ như tên ngốc vậy. Dù đôi khi chẳng thể hiểu những lời đánh giá tôi đã nhận, nhiều lúc bỗng thấy bất công. Thế nhưng lại nói tới những bản sao tạo ra bởi những hiểu lầm mà họ đều được gắn lên cho tôi. Either way I'm good, ta vẫn luôn ổn. Chẳng phải là việc ai trông giống như chị gái tôi về, chị ta bảo tôi thật ngốc ghê. Và cô bé kia trông cứ như mạnh mẽ vô cùng, mà trong trái tim sự tổn thương. Vì ấm ai để chi tôi còn ấm ý để chi bạn cần thêm vì để cảm thông nhau hơn. Either way you're cool. Tôi chẳng phải là việc ai đâu.